Từ một cậu bé tự kỷ khuyết tật ở mắt trở thành huyền thoại phố Wall khi dự đoán trước cú sập nhà đất 2008 và kiếm hơn 800 triệu đô. Hành trình của Michael Berry có gì thú vị? Berry biết tới chứng khoán khi mới chỉ học lớp 2 và bắt đầu bỏ tiền đầu tư sau khi lên trung học. Trong sự kiện bongbong.com 2001, Berry đã kiếm được 55% lợi nhuận khi bán khống cổ phiếu của các công ty công nghệ. Năm 2005, ông nhìn thấy rủi ro của thị trường nhà đất khi hàng triệu người không có tiền nhưng lại đi vay với đòn bẩy cao để mua nhà. Trong nguy có cơ, ông quyết định bán khống với giả định giá nhà sẽ giảm. Tuy nhiên sau đó giá nhà vẫn tăng, ông thêm đòn bẩy vào lệnh của mình khiến cho khách hàng của quỹ lo sợ đòi rút tiền về. Berry đã nhanh tay đặt lệnh cấm rút tiền khiến cho họ sợ hãi tột độ. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời năm 2007, thị trường sụp đổ đúng như dự đoán và tạo nên cuộc khủng hoảng năm 2008 kinh hoàng. Berry đã ẵm trọn một khoản lợi nhuận khổng lồ, kiếm về 100 triệu đô cho cá nhân và 800 triệu đô cho các khách hàng của mình. Cú sốc này kinh điển đến mức đã được dựng làm thành bộ phim nổi tiếng mang tên The Big Short. Anh em đã xem qua chưa?